quan chức năng xem xét xử lý TikToker Nono. Rất là tôn trọng người lớn. Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cùng phía TikTok cho biết đã ghi nhận phản ánh về trường hợp của TikToker Nono và đang tiến hành xử lý vụ việc. TikToker Nono đang là tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Nguyên nhân bởi Nono đã đăng tải những đoạn clip bẩn với nội dung được nhiều người cho là có hành vi miệt thị, xúc phạm người nghèo. Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, những phản ánh về TikToker Nono hiện đơn vị này đã ghi nhận và đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đại diện mạng xã hội TikTok cho biết đã nắm được thông tin và đang xem xét các report báo cáo của cộng đồng về vụ việc của Nono. TikTok sẽ xử lý vụ việc dựa trên quy trình và sẽ sớm có thông báo cụ thể về vụ việc này, đại diện TikTok chia sẻ. TikTok Nono sinh năm 1996, có tên thật là Phạm Đức Tuấn và còn có một biệt danh khác là Tuấn Pride. Nono có quê quán tại Phú Quốc, Kiên Giang và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo tìm hiểu, Phạm Đức Tuấn từng theo học ngành sân khấu. Công việc chính của anh là nhà sáng tạo nội dung với sản phẩm là các đoạn video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện TikToker này sở hữu lượng follow khủng với hơn 600.000 người theo dõi trên TikTok. Các clip của Nono thường có nội dung đánh giá các cửa hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. TikToker này thường gắn với biệt danh Thánh Review vì thành tích ăn đâu chê đó. Trong các clip được đăng tải trên mạng, Nono thường có cách nói chuyện cộc lốc, thô lỗ với nhiều lời lẽ, hành động sổ sàng. Phản ứng lại trước các clip chê nhiều hơn khen của TikToker này, nhiều cửa hàng thậm chí còn dán hình ảnh Nono ở ngoài cửa cùng dòng chữ "Ở đây xin phép không đón tiếp". Dù nhiều lần nhận về những ý kiến trái chiều, Nono vẫn thản nhiên khi liên tục đăng tải các đoạn clip được dân mạng đánh giá là phản cảm, xúc phạm người khác. Đỉnh điểm của hành động này là series Người nghèo ăn gì, Nono cho ăn đó, do chính TikToker này thực hiện. Trong clip mới nhất, TikToker đã có nhiều lời lẽ được cộng đồng mạng cho là miệt thị đối với một bà lão. Cho bà già nghèo khổ, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Phở nó rẻ nhưng mà bà không có tiền mua ăn nữa hả? Bà nói là bà không có răng nên bà sẽ ăn nạm với lại... Tất cả những hành động của mình nó đều chứng minh mình là một người con học và một người rất là tôn trọng người lớn. Dù xuất phát từ việc đi giúp đỡ người khác, nhưng cách sử dụng từ ngữ kém duyên của hot TikToker Nono khiến cộng đồng mạng phản ứng kịch liệt. Cho bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Nghèo mà còn chơi đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Phở nó rẻ nhưng mà bà không có tiền mua ăn nữa hả? Bà nói là bà không có răng nên bà sẽ ăn nạm với lại... Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của một TikToker sử dụng những từ ngữ khó nghe khi đi làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh, đang thu hút